Xin kính chào quý vị, tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 7 và phần đầu tiên của bản tin sẽ là các thông tin nổi bật trong nước. Thủ tướng yêu cầu sửa luật đầu tư công. Từ tháng 7 2017 đến tháng 3 2018 sửa chữa nâng cấp nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức ngày du lịch trực tuyến 2017. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chính thức giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu hướng sửa đổi luật đầu tư công. Đích thân Thủ tướng cũng sẽ chủ trì một cuộc làm việc về những vấn đề liên quan đến dự án luật quy hoạch trước khi trình Quốc hội thông qua. Sáng ngày 4 tháng 7, Chính phủ tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2017, tập trung vào công tác xây dựng thể chế chính sách pháp luật. Bộ Tư pháp đã đề xuất sửa đổi bổ sung 14 luật và ban hành 2 luật mới, còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đề nghị sửa đổi, bổ sung 32 luật liên quan tới dự thảo luật quy hoạch. Về dự thảo luật quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không được chủ quan, duy ý chí để quy hoạch rối rắm. Về luật đầu tư công, Thủ tướng đánh giá về cơ bản tốt, nhưng khi thực hiện thì có những vướng mắc gây chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng chính thức giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ liên quan rà lại, báo cáo Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 về những vướng mắc trong luật đầu tư công để trình Thường vụ Quốc hội xem xét chỉnh sửa. Sân bay quốc tế Nội Bài vừa có thông báo là từ ngày 11 tháng 7 tới thì nhà ga T1 sẽ được nâng cấp sửa chữa để nâng công suất lên 15 triệu hành khách một năm. Theo thông báo của sân bay quốc tế Nội Bài, nhà ga T1 ga quốc nội sẽ được tiến hành sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục như hệ thống cơ điện và thiết bị nhà ga đang bị xuống cấp. Đồng thời nhà ga cũng sẽ sửa chữa toàn bộ nội, ngoại thất và cải tạo công năng để nâng công suất lên 15 triệu hành khách một năm. Dự kiến thời gian thi công sẽ kéo dài 8 tháng. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Trước đó, theo kế hoạch của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sân bay Nội Bài sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa nhà ga T1, mở rộng sân đỗ máy bay với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Nhà ga T1 có công suất thiết kế phục vụ 6 triệu hành khách một năm. Tuy nhiên, do lượng hành khách tăng mạnh trong những năm gần đây, nên các hệ thống dịch vụ như quầy thủ tục hành khách, soi chiếu an ninh, các sảnh chờ đều bị quá tải. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay 5 tháng 7, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VCOM phối hợp với Tổng cục Du lịch và Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin đã tổ chức ngày du lịch trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình được tổ chức với nội dung xoay quanh xu hướng phát triển của thị trường du lịch trực tuyến, những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh với các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch xuyên biên giới. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, nửa đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, năm 2016, Việt Nam chỉ đứng thứ 5 trong các nước ASEAN về số lượng khách quốc tế với hơn 10 triệu lượt và chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan. Đánh giá về tiềm năng phát triển của du lịch trực tuyến, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin Bộ Công Thương nhận định, cuộc cách mạng công nghệ và mạng xã hội là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch trong những năm gần đây. Trong đó, sự gia tăng mạnh của tầng lớp khách lẻ sử dụng dịch vụ các đại lý du lịch trực tuyến đã thay đổi đáng kể thị trường du lịch. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra các thách thức cho các điểm đến và các công ty du lịch phải đưa ra những giải pháp công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu của tầng lớp khách lẻ này trong suốt thời gian du lịch của họ. Và hiện nay thì chúng ta theo như cái đánh giá thì chúng ta có một cái tiềm năng rất lớn cho cái du lịch trực tuyến này. Bây giờ vấn đề là làm sao để chúng ta khai thác một cách tốt nhất. Thì hôm nay cũng là một cái mà chúng tôi mong muốn là khi mà tất cả các doanh nghiệp đến đây thì cùng với nhau kết nối với nhau, trình với nhau để tạo nên cả một cái hệ thống cung cấp được những cái giải pháp tốt nhất để xây dựng du lịch trực tuyến. Bởi vì hiện nay doanh nghiệp Việt Nam đang vẫn chậm chân so với các doanh nghiệp quốc tế cũng như các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Thì các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa biết đi đâu, bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Thì đây là một trong những cái điều kiện, những cái cơ hội để chúng ta có thể giao lưu và biết rằng chúng ta phải bắt đầu ngay và bắt đầu từ bây giờ và bắt đầu như thế nào. Thì đó là một cái câu chuyện của kết hợp với các tổ chức mà hôm nay chúng tôi mời được. Thị trường du lịch trực tuyến theo dự báo của Google sẽ tăng mạnh từ 22 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015 lên 90 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Và trong đó Việt Nam chiếm đến 10%, tương đương 9 tỷ đô la Mỹ. Với những con số trên, các chuyên gia cho rằng Việt Nam hoàn toàn có những kỳ vọng và tham vọng về sự phát triển của thị trường du lịch trực tuyến trong thời gian tới. Cũng trong khuôn khổ ngày du lịch trực tuyến 2017, Cổng thông tin quảng bá du lịch Việt Nam cũng được công bố. Đây sẽ là kênh tiếp thị trực tuyến hình ảnh các doanh nghiệp du lịch cũng như quốc gia với mục đích nâng cao uy tín và sức hấp dẫn du lịch của Việt Nam.
Và đến với chung mục con số mỗi ngày của bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số là 1,7 tỷ đô la. Đây là kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Thưa quý vị, với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chứng tỏ bước đầu thành công của Việt Nam trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả Việt Nam ra thị trường quốc tế. Như vậy thì với mức tăng này, hiện nay nhóm ngành rau quả đã nằm trong top 5 các mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam bên cạnh gạo, cà phê, nhân điều và cao su. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã xúc tiến và thành công trong việc đưa nhiều loại quả, chẳng hạn như vú sữa, vải, xoài tiến sâu vào các thị trường khó tính như Mỹ hay Úc. Trước đó thì vào ngày 30 tháng 6 2017, 1 tấn vải tươi đầu tiên của niên vụ 2017 đã được xuất khẩu sang Thái Lan thông qua tập đoàn Central Group Việt Nam. Với những bước tiến này thì dự báo là trong thời gian tới, nhóm rau quả sẽ tiếp tục trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là một số tin tức đáng chú ý ở thị trường thế giới. Chính phủ Thái Lan dừng thi hành luật lao động mới. Mỹ chính thức gỡ bỏ lệnh cấm mang đồ điện tử lên máy bay.